Bữa nay là cũng ngày nhân dịp đám giỗ ba Thi. Dưới quê thì anh chị em Thi làm đám giỗ. Thì bữa nay nhân dịp đám giỗ thì Thi có gửi đồ về quê để đãi cho bà con cô bác ăn. Tại vì bữa Chủ nhật là ngày khách Thi rất là đông, mọi người thấy không, rất là đông. Cho nên Thi không có đi. Nhưng mà Thi sẽ ghẹo trai tí xíu nha, đẹp trai mà đến từ đâu vậy ông xã? Ồ đẹp trai cái gì trời, đi bằng xe máy hả? Rồi anh có đi tập gym không? Anh có đi tập gym không? Đẹp trai với năm nay nhiêu tuổi rồi? Hả? 15 tuổi à? 15 tuổi mà biết có người yêu, biết ăn bánh bèo rồi. Sao không ăn bánh chuối mà ăn bánh bèo vậy? Có đi đá banh không? Săn chắc cái đùi với vậy? Đùi chắc quá trời luôn rồi. Kêu đã ăn chưa? Chưa hả? Em vô trong kêu đã ăn luôn đi. Nhưng mà anh đi vô chung với em này đi kêu đã ăn nè đi. Đi đi kêu đã ăn rồi bưng ra em ngồi đây đi. Trời ơi, ôi đã quá à, trai đẹp. Anh bồng em đi. Trời ơi, thích quá à. Ui đẹp trai quá à. Anh ôm em đi. Ôm em đi anh, trời ơi đã quá à. Ê, cái vụ chồng người ta vô đây nè, mua gỏi nè. Mồng gỏi thì đủ ăn hai người. Bò viên ăn hai người. Thôi cho anh dĩa gỏi, dĩa bò đi chứ ha. Hai ly trà tắc, cái xanh cái đỏ đi. Công ôm người yêu của người ta nè. Bãi giữ xe đã tràn lan bờ đê. Mới có 12 giờ rưỡi mà bãi xe đầy 2 bãi, 3 bãi rồi kìa. Xe dở bỏ tràn luôn rồi kìa mọi người. Đó, xe hơi tràn lòi ra tới ngoài luôn. Thì bữa nay cũng rất là vui. Và trời mưa lúc 12 giờ mà xong hết mưa liền là khách vô đông chấn động. Thì Thi nghĩ là mỗi ngày có cái sự phát triển tốt đẹp. Và anh chị em luôn luôn yêu mến những món ăn và thức ăn tại quán gọi đủ Ti Thi. Thì mọi người cũng đã thấy nha, những cái sự mà đầu tư hoành tráng, hoành tráng tại quán Ti Thi thì mọi người cũng đã biết rồi. Rất là vui và nhộn nhịp tại khu căn quán này. Khách hàng cũng đã đông rồi, Thi vô phục vụ. Order đi. Bây giờ Thi sẽ vô đâm gọi phục vụ tất cả anh chị em khách hàng đang chờ đợi. Mọi người hãy đợi trong giây lát. Rồi sau đây Thi sẽ đi ra ngoài, khách đông quá trời rồi. Bây giờ ra đây tìm trai đẹp. Trời ơi anh cởi áo rồi nè. Anh cởi áo rồi. Ôi đẹp trai gì trời, tập gym lâu chưa? Hả? Sao anh ngại em vậy? Đẹp trai quá à. Cởi áo đẹp gì đâu nữa gái. Trời ơi, ăn gỏi ngon không anh? Em đánh anh chắc đâu đau đâu. Anh tập gym mấy năm rồi? Mới năm hả? Em đánh gì em đau không? Em đánh ngay tim anh nè, lũng tim anh đó. Đau chứ. Chị ôm ảnh gì em có buồn không? Bữa nào chưa? Vậy hả? Bữa nào ôm nguyên ngày luôn nha. Cảm ơn hai em nha, chúc hai em vui vẻ, dễ thương quá. Hồi nãy mặc áo, giờ cởi áo. Đó, thấy chưa, thấy cưng không mọi người? Cảm ơn nha. Và sau đây thì khách hàng quá trời đông mà quý vị. Cho nên thì sẽ tranh thủ để quay phim để phục vụ tất cả anh chị em. Nghẹt hết trơn nhà luôn rồi, bữa nay Chủ nhật là chấn động luôn. Thì cho nên á, thì bữa nay khách đông quá cho nên thì ít có thời gian để phục vụ mọi người. Mọi người nhớ nha, ai ăn gỏi có ăn bún á, vô đây lấy bún ăn miễn phí nha quý vị. Có bún ăn miễn phí kèm chung với gỏi. Thì cũng có nhiều món ăn để phục vụ tất cả anh chị em, tất cả các app. Trên Shopee Food, app Grab, tìm kiếm Ti Thi gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh, app gì trẻ dưới da trời. Lấy cái gì vậy từ từ? Ây da! Trời ơi! Ờ muốn chết gì đó. Ờ mà nó dảnh lên vậy, anh lấy đơn gì vậy? Ôi ôi, 22 tuổi mà có vợ rồi trời. Mọi người có thể mua trên app Grab, Shopee Food nha, vui vẻ nha. Anh áp gáp này cũng ngon quá ha, ship đi đâu vậy? Có ai mà kêu ship hàng mà đi vô phòng không? Có. Ship hàng vô phòng luôn hả? Trời ơi, có bo tiền thiệp không? Vô tới giường luôn. Vô tới giường luôn, chấn động gì đã chứ trời. Cho em số đi, chiều nay em điện. Ship đồ ăn, ship chân gà cho em nè, em thèm ăn cánh gà chiên nước mắm. Hàm râu này sướng lắm rồi nhẹ. Vậy có chơi bà lưu nữa? Có vợ rồi, chơi bà lưu luôn. Trời ơi, chấn động gì trời. Trời ơi mấy anh ship gáp không có vợ, có vợ chơi bà lô. Vui vẻ nha, cảm ơn anh nha. Rồi tặng cho ly trà tắc vui vẻ luôn, cho ly trà tắc luôn, công ôm thay nãy giờ. Khách hàng bữa nay cũng rất là đông đúc, bữa nay là ngày Chủ nhật cuối tuần. Và đặc biệt nữa thì bữa nay thì có làm bồ ngót xay với nước dừa mà hay chia sẻ đó. Uống cho mát da, uống cho đỡ nổi mụn. Với lại mấy bữa nay nóng quá. Mới bữa nay là bị mưa thôi nha, còn 3-4 bữa trước là nóng cực kỳ luôn. Mấy bữa nay nổi mụn nóng mình đó quý vị. Cho nên mọi người cũng đã thấy nha, Thi làm việc mà Thi cũng chăm sóc công ăn việc làm của Thi và chăm sóc sắc đẹp của Thi. Với lại Thi sẽ làm việc mỗi ngày để phục vụ tất cả anh chị em. Với lại quyết liệt với những công việc của mình mỗi ngày. Vì bữa nay trời đã mát nè cho nên Thi mới đi ra ngoài đường thì Thi quay phim. Mà bây giờ khách cũng đã đông rồi, bây giờ cũng hết gỏi rồi. Thi tranh thủ đi vô trong sẽ đâm gỏi. Và Thi xin quảng cáo sơ đó chính là tai heo ngâm chua ngọt. Ba khía 200 ngàn một hũ đem về trộn. Tỏi, ớt với lại nặng chanh vô nữa là ngon luôn. Tai heo này có thể cho mọi người về trộn giống như ngó sen này ngọt cũng ngon luôn. Còn này nước chấm ớt bánh canh,
bánh tráng, sa tế chấm bánh tráng. Đây bánh tráng nè, bánh tráng phơi xương nè, 15 ngàn bán hết rồi. Nhưng mà có nhiều món ăn lắm, quý vị có đến ở đây mua. Còn bún ở đây là miễn phí nha quý vị. Còn đây là bò viên sốt nước chấm Thái. Còn đây là gỗ bún thì để cho ăn miễn phí. Cả nhà có thể đến ở đây có gì để lấy. Còn đây là để khu trà tắc, bán trà tắc. Trà đắc tái thi thi ngon mê liền. Nói chung ra bữa nay là ngày đám giỗ của ba Thi cũng rất là vui. Hồi đó ba Thi lên đây nè, hỗ trợ làm việc chung với Thi đó. Với lại ba Thi rảnh, ba Thi lên chơi thăm Thi. Nhưng ông cũng múc trà tắc nè, ông bưng trà tắc phụ mọi người. Nhưng mà giờ ông mất rồi, kiểu như là mình đâu biết trước được ngày mai. Cho nên bữa nào mình thấy mình vui thì mình bữa đó mình cứ vui. Bữa nào mình không vui thì mình gắng cố gắng để mình tạo niềm vui hơn. Thì nói chung ra Thi sống mỗi ngày thì chủ yếu là tạo niềm vui. Ba Thi thì ít có hợp với Thi lắm. Tại vì ba Thi ít thích đi BD. Nhưng sau này ông thấy Thi giỏi quá thì ông lên đây ở với Thi thôi. Chứ xưa thì không bao giờ Thi ở gần ba Thi được. Nói chung ra là có ba mới có mình được, thấy không? Có ba có mẹ mới có mình. Thì cho nên là những gì mình chia sẻ là chia sẻ thực tế để cho tất cả anh chị em vui vẻ thôi. Thì Thi cũng gắng cố gắng làm việc giống như là một người con tốt đẹp. Thì Thi mong rằng tất cả anh chị em cũng thông cảm, vui vẻ nghe những clip này, tâm sự cho tất cả anh chị em. Hết sức hết mình để phục vụ cho bà con cô bác. Với lại cũng làm việc hết mình, những gì mà ai không thích hay là thương gì bất cứ thì cũng gắng cố gắng khắc phục lại những công việc của Thi để cho có sự phát triển tốt đẹp hơn, một hoành tráng hơn và thoải mái và rộng rãi hơn với tất cả những thứ. Thì Thi muốn cho điều tốt hết chứ không có những chuyện gì xảy ra bất thường và vô thường đó. Cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn theo dõi và lắng nghe kênh YouTube của Thi. Nha, nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh cho Thi, thả like thả tim cho Thi nha. Nhớ mua hàng, tất cả các mặt hàng thì nhà nhận ship các quận thành tỉnh và các quận thành phố Hồ Chí Minh cho tất cả anh chị em. Vì Thi sẽ quay sơ ngang cho tất cả anh chị em xem nha. Khách ăn uống rất là ngon miệng, với lại là ốc bô luộc rất là ngon. Thi không có giàu nhưng mà Thi tính trước, tại vì cái sự mơ ước, cái sự ước nguyện thì ai cũng sẽ thành hiện thực thôi nếu mà mình gắng cố gắng. Thì cái căn nhà mà của Thi đang ở muốn 7.5 tỷ á, Thi định gì nè, 3 năm cho đến 4 năm nữa là Thi sẽ xây lên 4 lầu. Mình nói trong đầu trước vậy, mình tính thôi, cái sở thích của mình đang kinh doanh mà. Thi xây lên cao 4 lầu ha, cao hơn cái nhà của Thi hai bên nếu mà được. Và sẽ có một cái ngăn gác lửng, bước vô một cái là nó cao, phải không? Rồi bên trong là cái gác lửng, còn hai cái tấm thềm ở bên trên, một cái sân thượng, một cái lầu ở. Thì cho nên Thi định làm như vậy, mà nhà Thi bởi nó có 16 mét à. Thì Thi mà mua căn mới thì mới làm nha. Nếu mà Thi mua căn mới thì sẽ đổ, để đồ qua hết căn mới, tại vì đồ bên nhà cũ nhiều lắm, nhiều cũng giống vậy đó. Đem qua một căn mới thì xây xây cái nhà căn mới, hết đem đồ qua lại ở, ăn tăng gia nhà. Còn căn mới cũng làm ở luôn. Thì Thi quyết định trước, còn tương lai sau được không được thì mình tính tiếp, còn không được thì vẫn ở cái nhà của Thi thôi. Với lại thì Thi cũng vui rồi, mỗi ngày có nhà rồi, cho nên là nhiều khi Thi chia sẻ mỗi ngày cho tất cả anh chị em nghe, để cho tất cả anh chị em biết về những cái gì mình làm việc, về những cái sự cố gắng của Thi, với vậy những cái sự sức lực của Thi và cái sự quyết liệt của Thi và cái sự lan truyền năng lượng tích cực của Thi. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều, luôn luôn yêu mến những cái điều đó sai xuất. Mong rằng tất cả anh chị em thông cảm bỏ qua. Hoặc là tất cả anh chị em có thể tải app Grab Shopee Food, tìm kiếm Thi gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh.